Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với kênh Cây Cỏ Với Cuộc Sống. Đây là nơi mà tôi sẽ chia sẻ kiến thức về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cây mắc nưa, còn gọi là mặc nưa, thuộc họ thị. Mặc nưa là một cây cao từ 10 đến 20 mét, có cành và những bộ phận khác của cây. Lúc đầu có lông, sau không có lông, lá mọc sau le, hình trứng dài, nguyên. Mặt dưới mờ, mặt trên nhẵn, phiến lá dài từ 5,5 đến 13 cm, rộng từ 5,5 đến 7 cm, cuống có lông dài từ 3 đến 6 mm. Hoa của cây là hoa đơn tính, kích thước nhỏ, màu sắc vàng nhạt, với hoa đực và hoa cái riêng biệt. Trong đó hoa đực sẽ mọc thành sim ngắn, có phủ lông, mỗi cụm có ít hoa, chỉ từ 1 đến 3 hoa. Hoa cái sẽ mọc đơn độc ở lách lá. Quả của cây mắc nưa có màu xanh tươi khi còn non, về sau sẽ ngả dần sang xanh đậm hay màu vàng hồng. Hình dạng quả là hình cầu. Mỗi cây mắc nưa sẽ có khoảng từ 100 đến 500 kg quả mỗi năm. Mỗi quả sẽ chứa từ khoảng từ 3 đến 6 hạt. Cây mắc nưa được trồng chủ yếu ở miền Nam nước ta, nhiều nhất là vùng Tân Châu, còn thấy trồng ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện. Mắc nưa cũng như cây mun chủ yếu được trồng để lấy gỗ và lấy quả làm thuốc, nhuộm màu đen. Quả có thể dùng tươi hay khô, nhưng chủ yếu là dùng tươi. Cây mắc nưa cũng như cây mun chủ yếu cho gỗ màu đen cứng và bền, dùng làm đồ mỹ nghệ và đóng các đồ gỗ quý. Quả dùng để nhuộm đen. Trước đây nhân dân thường chỉ dùng nhuộm tơ lụa và lĩnh, nhưng từ khi có hàng ly lông, mắc nưa còn được dùng nhuộm cả hàng ly lông và đạt một kết quả không ngờ là hàng ly lông. Nhuộm mắc nưa mặc mát như hàng bông và sợi ly lông từ không cháy trở thành cháy được. Hạt mắc nưa được sử dụng để làm thuốc trừ run, ngày cho ăn 6 đến 10 hạt. Anh chị nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng vị thuốc này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.